Hello mọi người, thì như mà cũng biết đó, thì trên cái channel này mình hay tư vấn các bạn mua những cái dòng sản phẩm mà nó có một cái mức hiệu năng tốt hay là mức gọi là bi trên bi tốt so với cái giá tiền mà các bạn bỏ ra ha. Nhưng mà cách đây khoảng chừng một tuần thì mình gặp một cái bài toán khá là khó, đó chính là một người chị của mình đang mong muốn mua cho đứa con của chị đó một cái điện thoại để có thể đi học, nhưng mà do là mới học cấp 2 thôi cho nên là một cái điện thoại cơ bản thôi, không quá đắt tiền, cụ thể luôn là khoảng 2 triệu là tối đa, và nó phải là hàng chính hãng để có thể dễ dàng bảo hành. Thì đấy, giờ cũng biết đó là mình rất là ngại ở cái phân khúc mà chính hãng giá khoảng 1 triệu mấy cho tới 2 triệu, bởi vì thường thường thì những cái máy đó nó thường bị cắt giảm rất là nhiều, cho nên là sẽ có nhiều cái hiện tượng xảy ra, đặc biệt là hiện tượng giật lắc luôn. Nhưng mà sau một khoảng thời gian mình tìm kiếm trên mạng và có coi những cái bài review thì cuối cùng mình cũng đã tìm ra được một cái điện thoại khá là ưng ý cho con của chị mình, đó chính là mẫu ZTE V40. Thì mình đã xin phép được xài thử cái này trong khoảng chừng một tuần để làm bài review gửi tới chơi các bạn, và trước khi đưa cái máy này cho người chị của mình ha. Rồi hãy cùng mình xem thử coi chiếc mẫu máy này có gì hay ở phân khúc giá 2 triệu đồng ha. Rồi, đầu tiên đó chính là mức giá ha. Làm sao có mức giá 2 triệu này, thì thực sự nếu như các bạn mà có coi giá trên mạng thì sẽ rơi vào khoảng 2 triệu 2, 2 triệu 4 tùy chỗ. Nhưng mà cái sản phẩm này có bán trên các sàn thương mại điện tử và các bạn có thể áp voucher vào những ngày sale, đặc biệt là ngày 6 tháng 6 sắp tới. Cho nên mình nghĩ đó là các bạn sẽ mua được cái máy này ở mức giá 2 triệu mà thôi. Thì đây là cái hộp của nó ha. Thì trong cái hộp này các bạn sẽ thấy luôn, đây nhà sản xuất họ đã để sẵn 6 cái đặc điểm nổi bật nhất ở trên cái điện thoại này, và đây mình cũng nghĩ là những cái thành phần đáng tiền nhất ở ở con ZTE V40 trong cái tầm giá 2 triệu của nó. Chúng ta sẽ có pin 5000 nè, màn hình lớn 6,67 inch và đặc biệt là có độ phân giải Full HD cộng luôn. Camera thì 48 chấm. Cấu hình thì sẽ là RAM sẽ là 6 GB cộng cho bộ nhớ trong là 128 GB, và đặc biệt là có luôn sạc nhanh ha, 22,5W. Rồi, không để các bạn đợi lâu nữa, mình sẽ vào ngay sản phẩm chính luôn. Rồi, như bạn cũng thấy thì đây chính là mẫu ZTE Play V40 ha. Tên khá là dài cho nên mình sẽ đọc là V40 cho nó nhanh ha mọi người. Đó, thì cái ấn tượng đầu tiên của mình về cái mặt thiết kế là nó đẹp quá. So với cái tầm giá 2 triệu thì đây là một cái thiết kế khá là chỉnh chu và bắt mắt. Mình lựa chọn cái phiên có hai phiên bản là phiên bản màu đen và phiên bản màu xanh, nhưng mà do con của người chị mình là con gái cho nên mình sẽ chọn cái màu xanh ngọc bích này ha, và đặc biệt là màu xanh này mình thấy nó đẹp hơn màu đen. Đây là bởi vì có sự óng ánh ở đây nè, các bạn thấy không, nó nhìn rất là đẹp luôn. Đây là hiệu ứng giả kính nha. Tất nhiên ở cái tầm giá này thì khó yêu cầu có thể là kính được, thì chúng ta sẽ có một cái máy toàn bộ là nhựa. Phần khung viền cũng làm từ nhựa, phần mặt lưng thì cũng là từ nhựa luôn. Nhưng một điểm hay các bạn để ý nè, đó đó chính là thay vì là một cái viền màu đen rồi bên dưới này là một cái màu vỏ màu khác, thì ở đây họ nhà sản xuất họ đã làm tiệp màu luôn. Đây phần khung viền cũng là màu xanh luôn, nhìn rất là đẹp ha. Rồi và vác qua đây luôn nó là màu xanh luôn. Thôi, cái điểm mình thích thứ hai đó là tuy là bằng nhựa nhưng mà mình cảm thấy là không hề có sự ọp ẹp ở đây. Đây mình có thể nhấn mạnh vô và gần như là hình như là có lúng nhẹ nhưng mà mình không có cảm nhận được, nó rất là cứng cáp luôn. Đây mình gọi cho bạn coi đây, cho nên là độ hoàn thiện mình đánh giá khá là cao ha, từ những cái điểm khớp nối ở đây cho tới những cái thành phần này mình thấy khá là liền lạc luôn. Về cảm giác cầm nắm thì các bạn sẽ để ý là do nhà sản xuất họ đã làm cái phần mặt lưng nó bo cong như vậy nè, cho nên là nó sẽ rất là thoải mái cho tay. Đó, mình cầm á, tuy là màn hình khá là lớn nhưng mà mình cầm vẫn là thoải mái ha. Đó, ấn mạnh vô, cầm hoặc nghe, coi TikTok khoảng chừng 60 phút thì cũng không thấy bị cứng tay lắm. Cầm theo chiều ngang chơi game thì cũng ổn. Và tất nhiên là nhà sản xuất luôn luôn là tặng kèm cho bạn cái ốp rồi, cho nên các bạn nào á, mà muốn thoải mái hơn nữa thì các bạn có thể đeo ốp ha. Đây, và nhưng cần đi nói đi thì cũng phải nói lại, thì ở đây có một cái nhược điểm do làm dạng giả kính bóng như vậy thì các bạn sẽ thấy đó là nó sẽ bị để lại rất là nhiều dấu mồ hôi và vân tay ha. Đây, show cho bạn coi luôn. Mình mới đụng nhẹ thôi mà đã rất là nhiều vân tay. Tất nhiên các bạn cũng có thể dễ dàng lau được. Còn để thoải mái hơn các bạn cứ đeo ốp vô cho mình. Đó. Rất là tuyệt vời luôn. Tiếp theo mình sẽ tới cái phần thứ hai là cái phần mình cũng đánh giá cao, đó chính là cái màn hình. Đây,
thì chúng ta sẽ có một cái màn hình là 6,67 inch. Tấm nền thì tất nhiên rồi vẫn là LCD thôi chứ chưa lên được OLED. Rồi độ sáng màn hình của con này thì sao, thì mình đánh giá là độ sáng màn hình con này ở mức gọi là đủ dùng trong nhà nha các bạn. Nó không quá là sáng đâu. Bạn nào mà đã quen xài những mẫu máy trung cấp trở lên rồi đó thì sẽ thấy mẫu máy này nó hơi tối tối nhẹ, và nếu như mà đi ngoài trời mà nắng gắt á, thì mình nghĩ là không khả dụng cho việc sử dụng để giải trí hoặc là xem thông tin này ở đâu. Hỏa may là nếu như các bạn mà đi trên đường, các bạn có điện thoại, các bạn mở cái màn hình này lên, các bạn vẫn thấy được những cái nút để bạn vuốt qua các bạn nghe thì ok. Còn tốt nhất thì các bạn vẫn xài trong nhà ha. Cái nhược điểm của cái màn hình này thì tất nhiên rồi, tầm giá 2 triệu thì mình không thể nói là nhược điểm, nhưng mà có những điểm mình chưa ưng ý lắm đi. Thì mình sẽ zoom cận cho các bạn coi. Đó chính là đầu tiên đó là do đặc tính của tấm nền LCD, cho nên các bạn sẽ thấy đó là cái phần viền của cái camera đục lỗ này nó vẫn bị tái tái nhẹ, bị đen nhẹ đó. Mình để nền trắng cho các bạn coi nè. Đó, nó vẫn bị tái nhẹ, cho nên là cái này là các bạn phải chấp nhận thôi. Đây không phải là lỗi cho các bạn. Cái thứ hai đó là các bạn thấy là cái phần viền này nó vẫn dày. Đó, dày hai bên rồi nhưng mà phần trên phần dưới nó vẫn dày, nó không được cân xứng bốn viền đâu. Đó, đây. Và một cái điểm nữa, đó chính là các bạn thấy là do cái này là một cái máy giá rẻ cho nên là cái phần màn hình này nó sẽ bị lồi một khúc đen này lên so với cái phần khung, chứ nó không có tiệp với phần khung luôn. Nó có sự tách mảng ở đây cho nên là nhìn nó hơi mất thẩm mỹ một chút xíu. Đó, cái này là các bạn chắc bình, nếu mà các bạn là một người sử dụng bình thường các bạn sẽ không nhận ra đâu, nhưng mà do là mình đã xài và thử nghiệm khá là nhiều những cái mẫu máy từ tầm thấp tới tầm cao rồi cho nên các mình để ý điều này. Rồi điểm tiếp theo đi, mình nói tới luôn đó là về âm thanh đi. Thì trên cái máy này thì chúng ta sẽ chỉ có một cái loa đơn mà thôi, và cụ thể là cái loa này thì sẽ được nằm ở bên cạnh dưới ha. Đó, cho nên đó là trong quá trình nghe, các bạn cầm nghe thì các bạn nghe thì các bạn sẽ thấy cái âm thanh nó sẽ từ bên đây ra là chủ yếu luôn, nó sẽ bị hơi lệch một tí. Nhưng mà đánh đổi lại thì mình thấy là mức âm lượng của cái này nó khá là to. Nếu như mà để nghe ổn trong nhà hoặc là quán cà phê nhẹ nhẹ thì các bạn có thể để tối đa âm lượng và nghe cũng thoải mái. Tất nhiên thì cái chất lượng âm thanh thì nó sẽ không quá là hay đâu, đủ để các bạn chống cháy thôi. Và ngoài ra nha, cái máy này vẫn còn giữ lại cái jack tai nghe 3.5mm. Các bạn có thể sử dụng những cái mẫu tai nghe các bạn có sẵn, hoặc là nhà sản xuất họ cũng kèm theo luôn cái tai nghe cho các bạn. Có thể là ngồi các bạn học sinh, sinh viên mà ngồi trên xe buýt có thể lấy ra nghe được ha. Nhưng mà bây giờ thì tai nghe Bluetooth nó cũng rẻ lắm rồi. Đây, trên cái channel của mình đã làm những cái mẫu tai nghe giá rẻ cho các bạn rồi. Chẳng hạn như là Honor nè, hoặc Huawei nè. Mình sẽ ghim lên cho các bạn coi ha. Tầm vài trăm ngàn là một cái mẫu tai nghe Bluetooth ổn định, ok la rồi, không cần xài tới cái này. Bây giờ mình sẽ nói về cấu hình của cái máy này ha. Cấu hình là các bạn quan tâm nhiều nhất luôn, và mình cũng vậy thôi. Trước đây mà mình ít có review những cái máy mà vẫn tầm 2 triệu bởi vì nó có một cái nha, không phải là ở con chip mà mình quan trọng hơn, đó chính là cái RAM và bộ nhớ trong cái chuẩn nó như thế nào. Có những cái máy chip thì cũng ổn định lắm các bạn, nhưng mà RAM nó chỉ cho ở mức 4GB. Đó, và từ đó cái trải nghiệm của mình là gần như là mình không thể sử dụng được sau khoảng một tuần luôn, bởi vì nó giật lắc và đơ kinh khủng. Và đặc biệt là một cái máy Android mà như một cái máy đơn nhiệm ngày xưa vậy đó, cứ vô một ứng dụng thoát ra nghe điện thoại hoặc là qua một cái ứng dụng khác rồi quay trở lại là nó lót lại từ đầu luôn. Cái đó là cái khá là khó chịu ha. Còn cái máy này thì như thế nào, thì đây mình sẽ show cho bạn coi. Chiếc máy này có RAM là 6GB, bộ nhớ trong là 128GB, và con chip nó sử dụng là con chip Unisoc T618, hay còn có tên gọi khác là Tiger T618 ha. Một con chip cũng khá là ổn luôn á, có thể nói là rất là ổn trong tầm giá này luôn. Đó, và mình đã đo thử cái điểm số AnTuTu cho các bạn xem luôn, thì chiếc máy này ghi được khoảng 286.000 điểm. Thì dành cho các bạn nào mà ít quan tâm đến điểm đó, thì con số này nó sẽ nằm giữa con Helio G88 và Helio G99. Đó, cho nên đó là, mà con G99 thì các bạn cũng biết rồi, con đó thì nó sẽ thuộc phân khúc nó cao hơn một tí, là tầm từ 4 triệu cho tới 7 triệu. Còn ở phân khúc mà tầm 2 triệu thì mình có thể nói luôn con T618 là một ứng cử viên sáng giá nhất rồi. Và đó là chỉ là con số thôi các bạn, còn trải nghiệm thực tế thì như thế nào. Rồi mình sẽ nói cho các bạn biết là trong một tuần qua mình sử dụng chiếc máy này như một cái máy chính thì có những cái điểm như sau. Đó chính là, đầu tiên đó là cái cảm giác mở máy đi thì nó khá là ổn định. Chiếc V40 này đã tích hợp một cái cảm biến vân tay ở bên cạnh phải,
Theo mình á, thay vì nếu như mà không thể nào tích hợp một cái cảm biến trong màn hình nó xịn sò thì hãy tích hợp menu home, bởi vì nó tiện lợi và nhạy. Đó các bạn nhìn nè, test thử bạn coi, cực kỳ nhạy luôn, gần như ít khi nào mà bị miss cái này lắm. Đó, cái điều thứ hai đó là cái khả năng, cái cảm giác mà vuốt chạm của mình ở cái màn hình này như thế nào thì có thể nói là nó ổn, nó không quá là mượt nhưng mà nó cũng không giật tới cái mức mà mình phải cảm thấy khó chịu. Cảm giác vuốt chạm vào ra ứng dụng nó khá là ổn định. Nhưng mà một điểm các bạn cần phải lưu ý đó là nếu như các bạn đã quen những cái máy mà tầm trên rồi đó thì các bạn sẽ thấy này nó hơi khựng nhẹ nha, nhưng mà nó vẫn không phải là lắc mà là nó chỉ là nó đúng với sức mạnh của cái máy này thôi. Đó, nó mượt trong tầm giá 2 triệu. À, mình có thể xem lướt YouTube, xem phim này nọ, và đặc biệt là khi mà có RAM 6GB đó thì cái đa nhiệm của mình nó ổn hơn những cái máy RAM 4GB rất là nhiều nha. Các bạn để ý là nếu như hồi xưa cách đây khoảng chừng 5 năm thôi thì RAM 4GB vẫn là một chuẩn rất là bình thường. Chúng ta vẫn có thể lướt Facebook, chơi game, vuốt qua vuốt lại các thể loại được. Nhưng mà sau 5 năm thì mọi thứ nó đều trở nên nặng nề hơn, và mình cảm thấy là cái mức RAM 4GB là có thể nói là không đủ ở thời điểm này. Và đặc biệt nữa là con này là RAM 8GB nhưng mà tích hợp thêm một cái nữa là RAM ảo, có nghĩa là các bạn có thể lấy thêm 6GB RAM của bên đây, các bạn có thể lấy thêm khoảng chừng 4GB RAM của bên bộ nhớ trong để thành 10GB RAM. Nhưng mà mình thấy tính năng này thì nó không thực sự là hữu dụng cho nên mình tắt luôn đó, cho nên mình thấy RAM 6GB là đủ xài rồi. Rồi, trong quá trình này thì mình có đã thử chơi PUBG Mobile, Liên Quân Mobile là hai cái tựa game mà mình hay chơi nhiều nhất, và mình nghĩ là trong video này thì mình sẽ show cho các bạn coi cái hai cái tựa game này thôi, bởi vì nó phù hợp với cái máy này. Chứ mà cầm một con máy 2 triệu mà chơi Genshin Impact thì khỏi cần phải đo luôn, khỏi cần phải mở nữa, thì cũng biết là nó giật lag rồi. Và chơi min setting cấu hình thấp nhất mà vẫn là giật lag thì mình nghĩ các bạn không nên chơi ở trên mẫu máy này ha. Tiếp theo là về cái camera đi, thì các bạn cũng thấy camera của cái máy này làm khá là đẹp ha, nhìn khá là xịn luôn. Chúng ta sẽ có một hệ thống 3 ống kính ở đây, nó có dòng chữ 48 megapixel. Nhưng mà thực sự thì nó chỉ có một cái cảm biến chính là 48p là xài được thôi, hai cái kia là cảm biến phụ các bạn cũng không cần quan tâm tới. Đó. Giao diện chụp hình của cái máy này nó cũng thuộc dạng đơn giản, hình như nó lấy từ Android gốc hay ra hay sao các bạn. Đó. Thì theo mình thấy trong một khoảng thời gian mình dài mình trải nghiệm đó, thì chiếc máy này sẽ cho các bạn khả năng hoạt động ổn nhất ở cái chế độ tự động, và nếu như ở điều kiện đủ sáng thì các bạn chuyển qua chế độ chân dung là được rồi. Đó, còn mấy cái chế độ khác thì không nên xài tới. Các bạn cũng thấy thì ở đây nhà sản xuất họ cho mình một cái nút zoom ở đây, các bạn có thể nhấn nhấn vô đây để có thể gọi là chuyển độ những cái mức zoom khác nhau. Nhưng mà do con biết đây là một cái cảm biến nó không có tốt rồi, nhưng mà nếu như mà zoom bằng này nữa thì hình sẽ bị nát và bị nhòe rất là nhiều. Cái kinh nghiệm của mình đó là các bạn hãy zoom bằng cơm, có nghĩa là dùng đôi chân của các bạn á, muốn xa ra thì các bạn đi xa ra một chút xíu, muốn gần lại thì các bạn lại gần một chút xíu thì nó sẽ ổn định hơn. Cái tiêu cự tốt nhất để chụp đó là 1x đó, đừng thay đổi quá là nhiều ha. Rồi, điểm tiếp theo là quay phim đi. Thì quay phim ở trên mẫu máy này thì chỉ dừng lại ở mức gọi là Full HD mà thôi, không có những sự chọn cao hơn, và còn có HD và SD. Nhưng mà mình thấy đó là Full HD là hợp lý. Đó, chứ mà cái máy này đã không quá mạnh rồi mà chúng ta còn bắt nó quay 4K mà mình xài không được thì nó cũng rất là phí ha. Rồi, cuối cùng là cái camera selfie của cái máy này, thì chiếc camera này chỉ có độ phân giải là 8 megapixel và không có lấy nét tự động. Chúng ta sẽ có lấy nét cố định fixed focus thôi, và mình đánh giá là có luôn cả chức năng làm đẹp khá là ổn đó, có mịn da, tẩy mụn, sáng da, tông màu này nọ, thì mình cũng tiến hành mình chụp thử thì mình cảm thấy là nó ổn, khá ổn ở trong buổi sáng đó. Cái này mà các bạn học sinh sinh viên mà chụp ảnh selfie sống ảo để đăng Instagram hoặc Facebook thì mình thấy ngon lành, ok. Là ưu điểm nữa trên chiếc máy này mà mình đã nhắc tới từ ban đầu đó chính là thời lượng pin ha. Thì cái mẫu máy này nó vẫn có viên pin 5000 mAh, nó có thể nói là tương đương với những cái khá là nhiều mẫu flagship ở thời điểm hiện tại luôn. Nhưng đánh đổi lại là gì, đã pin đã to nhưng mà cấu hình nó không quá là khủng thì suy ra thời lượng sử dụng pin nó sẽ cao hơn khá là nhiều đó. Và một điểm nữa mình đánh giá cao luôn đó chính là chiếc máy này được kèm theo cái sạc chuẩn sạc nhanh là 22,5W. Thì tất nhiên các bạn mà nghe tới 22,5W thì nói ôi giời ơi, ở năm 2024 này rồi mà 22,5W mà nhanh gì. Nhưng mà đó là khi các bạn so với những cái mẫu máy từ tầm trung trở lên, những cái mẫu máy đó có sạc 65W rồi sạc 90W hay là sạc 120W ha. Còn đây
các bạn đang nhìn ở một cái máy giá 2 triệu đồng và có sạc nhanh 22,5 quá. Dịch tới bây giờ iPhone hay là Samsung cách đây 1-2 năm thì vẫn là sạc khoảng chừng 2 mấy quá thôi nha các bạn. Thì mẫu máy này có thể nói là sạc khá ổn. Đó. À, nếu như mà so với cái mẫu máy khác trong cùng phân khúc giá thì thường thường mình sẽ thấy là có sạc khoảng chừng 15 hoặc là 18W, con này lên được 22,5W. Thì trải nghiệm của mình thì mình sạc pin khoảng chừng 90 phút là có thể đầy được cái máy này. Về thời lượng sử dụng pin thì như mình nói ban đầu không khác gì mình dự đoán, đó chính là do một cái máy nó không quá mạnh cho nên thời lượng sử dụng pin của nó sẽ kéo dài khá là ổn. Ví dụ như mình có một bữa mình dùng cái máy này để mình xem phim ở trên Netflix và xem trên YouTube, và cái thời lượng mình xem lên tới khoảng đâu để mình coi coi, chắc cũng phải 6 tiếng thì cái máy này vẫn còn lại là 30% pin. Lúc đó là mình để tối đa âm lượng và tối đa độ sáng màn hình luôn. Đó, vẫn còn lại 30% pin, có nghĩa là cái máy này có thể on screen được, kết hợp cả chơi game hỗn hợp đi thì rơi vào khoảng là 7 tiếng đồng hồ. Dư sức cho các bạn xài trọn vẹn nguyên một ngày làm việc, sau đó về nhà và cắm sạc lại là ok la ngon lành liền. Đó. Các bạn có thể vào cái phần setting của cái máy để các bạn xem thử là những dung lượng nào của các bạn có đang sử dụng nhiều pin đó cho các bạn biết, và có thể tối ưu được này nọ các kiểu. Nhưng mà mình thấy các bạn cứ để mặc định đi. Đó, mặc định nó cũng đã rất là ok rồi. Rồi, để tổng kết lại về cái mẫu máy này đi, thì mẫu máy này ở phân khúc giá 2 triệu đồng thì tất nhiên chúng ta sẽ không đòi hỏi được quá là nhiều những cái thứ gọi là nó xịn sò, nó tối tân ở trên mẫu máy này được, mà chúng ta phải nhìn vào những cái giá trị mà gọi là thực dụng mà nó mang lại ha. Đầu tiên, cái điểm mạnh đầu tiên đó chính là một cái thiết kế đẹp. Đó, nhìn nó sạc, nó chỉnh chu và nó thời trang. Nếu như các bạn chọn phiên bản màu xanh này và nhìn nó hoàn toàn không hề rẻ tiền chút nào, từ những cái hoàn thiện từ camera cho tới cái phần mặt cứng bo cong cho tới cái phần viền tiệp màu á, mình thấy nó rất là ổn luôn. Tiếp theo, điểm cộng thứ hai đó chính là một cái màn hình lớn, độ phân giải Full HD cộng đủ nét, đủ đẹp cho các bạn giải trí ở mức cơ bản ở trong điều kiện trong nhà ha. Bên ngoài thì nó sẽ hơi tối một chút xíu. Về cấu hình thì cấu hình của con này đủ sức đáp ứng cho những nhu cầu cơ bản hàng ngày, chẳng hạn như là chơi game đơn giản, xem YouTube, xem tài liệu, lướt TikTok, lướt Facebook thì ngon lành cành đào, không có gì phải chê cả. Và cuối cùng là một cái hệ thống camera vẫn có thể nói là đủ dùng, giúp cho các bạn có những bức ảnh đủ đẹp nếu như các bạn chụp ở điều kiện đủ sáng này nọ. Rồi, và đó là tất cả những gì về mẫu ZTE Blade V40 này. Các bạn nào mà có câu hỏi nào liên quan tới cái mẫu máy này thì hãy đừng ngại comment bên dưới, mình sẽ xem và trả lời cho các bạn nha.